thể, thành phố đồng ý về chủ trương thành lập 5 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Bình Phú 1 giai đoạn 2, huyện Thạch Thất, cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn 1, huyện Phúc Thọ, cụm công nghiệp Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, cụm công nghiệp Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, cụm công nghiệp Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Theo đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét duyệt chủ trương theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn và Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự án theo đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 68 ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp.